chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh của Xuyên Tú Kiệt trong đêm diễn gây quỹ tại một trường học. Nam ca sĩ đã mang đến những bản hit đình đám trong sự nghiệp để phục vụ các bạn học sinh. Trong đêm diễn, Xuyên Tú Kiệt gây ấn tượng với nhan sắc vô cùng điển trai, vẻ ngoài lịch lãm cùng nụ cười tỏa nắng đốn tim các bạn trẻ. Những màn trình diễn của ông xã Boca đều được khán giả hưởng ứng vô cùng nồng nhiệt. Đáng chú ý, khi đứng trên sân khấu thì Xuyên Tú Kiệt đã nghe thấy hàng trăm bạn khán giả trong đêm nhạc diễn ra đồng thanh gọi tên bà xã Boca. Không còn né tránh như trước đây, khi khán giả nhắc đến tên Boca thì Xuyên Tú Kiệt chỉ biết bật cười với vẻ mặt có chút ngại ngùng đáng yêu. Chưa hết, giọng ca sinh năm 94 cũng không ngại nhắc khéo Boca một cách đầy duyên dáng, khiến giả vô cùng thích thú. Chưa dừng lại ở đó, khi một số khán giả ngỏ ý xin đồ của Xuyên Tú Kiệt như hoa tai, nhẫn, mắt kính, nam ca sĩ có câu trả lời khiến ai nấy cũng phải đều bật cười. Xuyên Tú Kiệt cho biết rằng, trừ bộ đồ mà nam ca sĩ diện trên người, thì tất cả những món phụ kiện đều là của bà xã Boca. Nam ca sĩ hài hước cho biết, nếu vợ đồng ý thì anh chàng sẽ sẵn sàng gửi tặng khán giả. Qua đây có thể thấy được độ u mê vợ của Xuyên Tú Kiệt nhiều đến nhường nào. Sau đám cưới được tổ chức hồi năm 2023, Xuyên Tú Kiệt và Boca thường xuyên sánh đôi cùng nhau trong sự kiện giải trí, vui chơi cùng bạn bè. Cặp vợ chồng thường xuyên cập nhật hình ảnh hạnh phúc, viên mãn lên mạng xã hội, khiến khán giả không ngừng xích xoa. Được biết đây cũng là những show diễn đánh dấu sự quay trở lại sân khấu ca nhạc của Xuyên Tú Kiệt hậu đám cưới. Khán giả rất hy vọng nam ca sĩ có những dự án âm nhạc bùng nổ hơn trong năm nay. Về cuộc sống hôn nhân sau khi kết hôn, Boca chia sẻ với chúng tôi, thật ra cuộc sống hôn nhân của hai đứa cũng chỉ mới bắt đầu thôi, nên bây giờ nói về sự thay đổi chắc cũng hơi lờ mờ. Tuy nhiên Boca nghĩ sự khác nhau giữa lúc quen tới khi kết hôn là trách nhiệm, lúc mà yêu chưa cưới thì sao cũng được, giận nhau có thể làm này làm kia, xong bỏ nhà đi hoặc là không quen thì chia tay. Nhưng mà khi cưới nhau rồi thì hai từ trách nhiệm sẽ rất nặng và mình phải quan trọng điều đó. Những gì mình đang nói, nó sẽ cũng là lý thuyết. Còn trên thực hành thì Boca nghĩ hai đứa sẽ cố gắng để vượt qua được những khó khăn ở phía trước. Kể từ khi đám cưới khép lại, Boca và Xuyên Tú Kiệt chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân. Cả hai ngay lập tức quay trở lại với công việc, tham gia nhiều sự kiện của giới showbiz và được giới truyền thông cùng đông đảo khán giả săn đón nồng nhiệt. Ở chốn đông người, Xuyên Tú Kiệt không ngần ngại dành cho Boca những cử chỉ hành động đầy tình tứ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn nhớ bấm like, share, subscribe để nhận tin tức hay mỗi ngày nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.